Xin chào tất cả các bác đã quay lại với kênh của Trần Vóng Vlog. Và hôm nay mình sẽ làm cái clip về review các cái sản phẩm giá không đồng ở trên Lazada. Thì hiện nay ở trên Lazada đang có một cái chương trình, đó chính là kênh mạng mua sắm. Và trên Lazada họ cho một cái mã giảm giá 11k. Chính vì thế các bác ở trên các cái group về săn hàng giá rẻ trên Lazada có một cái thủ thuật, đó chính là kiếm những cái sản phẩm không đồng trên Lazada. Thì rất là đơn giản thôi, với giá của Lazada, có một cái mã giảm giá của Lazada cho mình đó chính là 11k, thì mình sẽ đặt các cái sản phẩm free ship dưới 11k. Tại vì hiện nay ở Lazada đang áp dụng chính sách là giao hàng free ship đối với những mặt hàng giá không phải giá mà là dưới 6kg trở lên. Chi tiết các bạn có thể truy cập trên trang web của Lazada. Thì hôm nay mình đã nhận được một cái số đơn hàng mà bên Lazada gửi cho mình. Đây, rất là thật đây, cũng có 8 món thôi, mình cũng không đặt nhiều. Thì ở trên cái group săn hàng giá rẻ của Lazada thì có bác đặt 1223 đơn. Sau đó bị Lazada block cái tài khoản. Tại vì trên hệ thống nó phát hiện ra là cùng một cái địa chỉ đấy, cùng số điện thoại đấy, thì nó sẽ bị, quá trình mà nó vận đơn nó sẽ phát hiện ra, nó sẽ khóa tài khoản, nó block số điện thoại, block địa chỉ. Đó là cái trường hợp rất đáng tiếc cho các cầu thủ săn hàng. Tuy nhiên với các bạn mua cái đơn hàng khoảng dưới 50 đơn hàng trở xuống, thì ra thì rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhập 50 cái tài khoản email, sau đó đăng ký Lazada rồi áp cái mã giảm giá vào. Cái mã đó chính là Meteor, M-E-T-O, mình sẽ để ở dưới cho các bạn xem. Và thực ra thì cũng ngày hôm nay là ngày 11 tháng 11 thì cũng là ngày cuối cùng của chương trình rồi, thì chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở các cái sản phẩm này ra nhé. Đây, đầu tiên là cái bóng đèn. Cái này thì giá như là 10k hay sao, mình cũng không nhớ lắm. Thì đây, bóng đèn từ Lazada. Bóng đèn có 3W thôi, bóng đèn LED. Bên trong nó có lõi đèn LED, 10k rất rẻ. Và mình mua về giá là 0 đồng, chỉ áp cái mã kia thôi. Tiếp theo, một cái nữa đây chính là đầu kẹp điện thoại chân máy ảnh, cũng không đồng. Ok, mình sẽ mở này ra luôn. Hôm nay mở cũng sẽ khá là nhiều ấy. Thực ra thì cả năm thì Lazada nó chỉ chạy được chương trình một ngày thôi. Thực ra thì cái mã này cũng đã fix rồi. Với cái mã là Meteor, bây giờ các bạn chỉ áp dụng với các sản phẩm 20k trở lên. Như vậy sau khi áp giá 11k vào thì các bạn chỉ được có vẫn mất 9k tiền phí một món hàng. Cái này thì Lazada đã fix từ hôm mùng 10 rồi. Tại vì đêm mùng 10 anh em đã bắt đầu vào hò nhau đặt hàng rất là nhiều. Hôm đấy ở trên các cái group săn hàng giá rẻ của Lazada rất là sôi động, anh em bàn tán rất là sôi nổi, mua cái món gì, đặt như nào, tạo tài khoản email như nào và có sợ bị khóa tài khoản không. Mình thì mình cũng lọc khoảng 10 cái để mình làm thôi, thì cũng một số đơn bị hủy. Đây là cái đầu kẹp. Cái này nó không có cái cao su bịt đầu cơ, không có cái cao su bịt đầu. Ok, mình sẽ chế lại. 10k, mình đang có một cái chân chip pop cần cái này. Đấy là món thứ ba nhá. Cái này là cái gì đây? Đuôi bóng đèn có công tác, ôi rất hợp với cái này. Món này lắp luôn bóng đèn để vào. Cái này cũng không đồng này. Mình sẽ lấy nét đoạn này cho các bạn nha. Không đồng. Ô sao không nét được. Ok. Thật là mua cái này chỉ là vui thôi chứ bảo để về muốn bán hay là cái gì thì chắc cũng khẳng ham hố gì đâu. Đường đèn à. Sao đi nét cánh mắt nhỉ. Ô hay quá, tắt luôn cái bóng này. Đây là cái đường bóng đèn. Lazada bán những cái món rất là kỳ dị như 11.000, 2.000, 3.000. Đúng chỉ có, ê, cái này lại có phiếu này. Thằng kia lại không có phiếu gì cả. Đây, cái này shop này họ cẩn thận này. Rẻ đúng là ở quận Nguyễn Bình này. Mình rất thích các cái shop này họ gửi kèm cái này. Để còn đổi trả thứ. Thằng này tròn 11k luôn. Ok, tiếp theo. Bóc này sẽ mệt đây. Cái này là cái gì đã?
Mình sẽ bỏ ra những cái túi đã bóc rồi thì lẫn lẫn nhá. Tiếp theo đó chính là cái gì đây? Một cái dụng cụ lấy giấy tai có hộp đựng. Wow, cũng không đồng. Một cái này đã sạch đâu rồi? À, mình vừa lấy xong. À quá. Đây, trong cái phiếu của Lazada. Cái này sẽ chả quan trọng nữa đâu. Đây là chính là cái dụng cụ lấy giấy tai của Lazada này. À, đúng của Lazada thật, 10k. Quá rẻ luôn. 10k nhưng mà áp mã là không đồng thôi. Đây là một hộp lấy giấy tai. Rất nhiều món, quá dị luôn. Mình không biết dùng cái này như nào. Ô, đồng nhựa. Wow. Này hay đấy. Cái này kẹp gì. Nhiều cái quái dị thật. Đây, cái này nó có đèn này. Quá hay. Món này rất buồn cười. Cái này hay đấy. Cái này cho cháu chơi, cái này nó cũng giá như 1.000 luôn này. Xong món nữa. Còn nhiều lắm, còn 3 hộp nữa cơ. Cái này là cái gì đây? Giá đỡ điện thoại thông minh sao long giá thế, cũng không đồng. Mình thích bóc hộp luôn là bóc như thế này. Đây, một cái giá đỡ. Lấy nét nào. Cái này hộp chung nó ảo quá nhỉ, không có phiếu nữa gì. Wow, cái này hay đấy, nhưng mà tôi chưa biết dùng cái này như nào. Ui dồi, xong đặt như nào, đây rồi này. Hay sẽ để điện thoại vào đây. Xong lăn lăn như này. Không bao giờ lại nghĩ ra lắm trò, quá dị luôn. Cái này cũng không đồng nhá. Nó chắc là dưới 11k. Bây giờ tôi hỏi mã từ cái này. Nhìn bánh xe trông ảo nhỉ. Ok, cái này có hộp nữa này. Giờ sẽ bóc sang 3 cái hộp. Cái này là một cái hộp mà gì đây? Nét. Dụng cụ xay tỏi. Trông nặng phết. Ok, mình sẽ bóc cái này. Cái này cũng 10k sao? Ba cái rồi. Ui trời ơi. To tận 3 cái rồi. Nếu có dùng cái này như nào ơi. Mà trông bẩn bẩn đi. Tôi sẽ đặt cho bà. Chẳng dùng đâu. Tiếp theo. Một cái hộp nữa. Này sao nhiều bạn thích này. Nét nào. Khăn phượt Halloween 10k. Nét rất là chậm nha. Tại vì đang quay bằng con Xiaomi ấy. Sạch ra sao. Cái quái trị quá. Đây khăn vượt này chắc kính bố mẹ tán đi đâu lâu xương sọ gì hàng lần. Thế nào cuối cùng hôm nay cũng rất là nặng, méo biết hộp gì luôn. Thế nào khăn chùm 5 trong 1. Ôi sợ lắm, chùm cái gì thế này, khăn chùm 10k. Thực ra cái này nếu mà mua trên Lazada thì chắc chắn rẻ hơn các cái trang khác như Chilido hay là Sendor. Sendor ít cái màng ca này. Ô, cái này chất này.
Cái này mì cay ngon. Được, cái này không chắc chắn đấy. Có bóc ra xem được không? Bóc ra xem. Không. Trông như là cái thủ cấp của IS. Ở đây cho cái thằng đầu ở đây. Mày hay đấy. Mày cho ba đội hợp. 10k. Thế rồi. Mình thấy cái này hay này. Cái này là cái phần review nhanh về các cái sản phẩm ở không đồng ở trên Lazada, các chương trình canh mạng mua sắm. Nếu thấy clip hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các clip tiếp theo review các sản phẩm từ Lazada. Xin chào và hẹn lại các bạn trong các clip tiếp theo. Xin cảm ơn.